Đã xin vui vẻ. Ôi, đẹp lắm. Nhưng không được lâu đâu. Bắt đầu trà vui nào. Yeah. Đập phá hết luôn. Chúng ta có ai ở đây nào? Bắt được rồi. Không, đừng làm nó đau. Tội nghiệp. Yeah. Cả ta lại xem. Được thôi, chờ cảnh sát à. Thế rồi, cô đã bị bắt. Tôi không làm gì cả. Cho tôi đi đi. Năn nỉ. Không thể thế được. Mình ở tù rồi. Ôi không. Cảnh sát, giúp tôi với. Ê, đi đi. Ôi trời. Hả? Họ không thích yêu tình. Nhưng tiên thì được. Thật à? Ồ, bé cưng. Cháu đọc với chú nha. Vậy để ra khỏi đây mình cần trở thành cô tiên. Biết rồi. Hả? Bụng mình. Đói quá. Ồ, cái gì vậy? Mùi thơm quá. Ngày xưa có một... ngon quá. Tôi mượn mấy cái này nhé. Tuyệt vời, mình đang đói. Đó là gì vậy? Sao cơ? Một tờ ghi chú. Ồ, là hướng dẫn. Tò mò ghê. Nhưng đồ ăn mới là quan trọng nhất. Và cô ấy đã bày đến... Hả? Đồ gì? Hey! Này, mấy cái này của tôi. Ok, lấy đi. Ê, mày được chứ? Bánh quy. Ok, chúng ta tới đâu rồi? Thú vị đấy, trang điểm. Nhưng lấy ở đâu đây? Mình có một ý tưởng. Lau sạch cái mặt bẩn thỉu này nào, hả? Gì vậy? Ồ, im lặng đi. Không, và nếu kiểm tra nó ở đây thì sao? Vẫn không có đồ trang điểm. Nếu như... người tiết này có thể giúp mình. Xem cưng có gì nào. Tốt lắm. Tốt hơn rất nhiều rồi. Lấy một ít và bôi ngay đây nhé. Và những tông màu. Màu mình thích nhất. Mình nghĩ được rồi đấy. Cho mình giống nàng tiên rồi. Hey. Ơi, đó là cái gì vậy? Không có gì. Ôi, tôi xin lỗi. Cô sẽ phải trả giá cho việc này. Hy vọng anh ta không nhìn thấy lớp trang điểm. Kiểm tra xem nào. Cái này đã xong. Giờ đến quần áo mới. Có lẽ cái này vẫn dùng được. Không được đâu. Biết đâu có gì đó ở đây nhỉ? Không có gì. Ở đây. Có gì không? Cũng không. Mình xui quá. Hả? Cái gì đây? Màu vẽ. Màu xanh. Hê, có thể được đấy. Chỉ cần lấy tấm ga này. Sẽ tuyệt lắm đây. Vào đây đi. Và giờ là màu vẽ. Thêm nhiều nữa. Và một chút kim tuyến. Một ít nước nữa. Nhấn nút và... Wow, nó sáng và sang chảnh ghê. Xin lỗi, tớ cần riêng tư. Tuyệt vời, tuyệt thật đấy. Quá đẹp. Hả? Úi, chỉ là một chiếc váy thôi. Chưa giống tiên lắm. Mình cần thêm một số chi tiết. Chắc mình sẽ cần một ít lá và hoa. Nà, không phải như này. Ê, xong rồi. Đúng như những gì mình cần. Wow. Đây, lấy nó khi anh ta không để ý. Giờ thử xem nào. Tuyệt vời, mình nghĩ nó sẽ rất tuyệt. Tuyệt quá. Giờ chiếc váy này giống y chang nàng tiên rồi. Cảm thấy thật tuyệt vời. Ồ, và cái chẹo. Làm rớt rồi, úp đi. Hả? Hey, cô đang làm gì vậy? Xin lỗi. Tiếp theo là gì đây? Ồ, đôi cánh.
Có thể sẽ khó đấy. Đôi cánh của cô ấy đẹp quá. Ước gì mình cũng có và bay lên. Bay lên cao. Khoan, nên tìm ở đâu nhỉ? Lại cõng luôn. Phải tìm gì đó để sưởi ấm thôi. Ê, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Với mấy thứ này, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Mấy cái này sẽ làm thành cái khung. Nhưng còn cánh. À, đúng rồi. Ngon quá. Phải để dành một ít cho ngày mai. Nhẹ nhàng từ từ thôi, tốt lắm. Đó đúng là thứ mình cần. Giờ lấy nó thôi. Được rồi, đến đây nào. Xem thử nha. Với cái này mình sẽ có cánh trông tích tắc. Mình nghĩ là xong rồi đấy. Kiểm tra lần cuối. Wow, chúng đẹp quá. Mình làm được rồi. Đeo vào xem nào. Tuyệt vời. Chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn. Thích quá. Ngon quá. Chắc mình cũng sẽ để dành một ít cho ngày khác. Xin lỗi, của anh đây. Cảm ơn. Không có gì. Giờ mình đã có mọi thứ mình cần. Hay là... chưa nhỉ? Tuyệt vời. Ôi trời ơi, mình quên mất cái này. Đúng vậy, mình cần đũa thần. Xin lỗi, ta mượn cái đó được chứ? Hả? Cái này á? Được thôi, đây, cầm lấy. Cảm ơn. Bắt được rồi, cô thực sự nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Giờ phải làm gì đây? Hả? Cái gì ở trên tóc mình vậy? Wow, mình nghĩ mình đã có cách. Chắc chắn rồi, nó đã ở đây bấy lâu nay. Chỉ cần dính tất cả lại với nhau. Và giờ mình đã có nó. Tốt lắm, nhưng chờ chút. Mình gần như quên mất chuyện này. Đúng, hôm nay mọi người đều xứng đáng nhận được phép màu. Ngay cả những tù nhân như cô. Đây, cái này cho cô. Wow, thật à. Cảm ơn anh nhiều. Hả? Không phải chứ. Mình đã bỏ ra rất nhiều công sức vào giờ. Nhưng với cái này, mình có thể thay đổi kiểu tóc. Tuyệt vời. Và đeo găng tay vào. Tuyệt quá. Nó thật mềm mại và mịn màng. Yeah. Có vẻ như mọi thứ đã hoàn tất. Xin lỗi. Nhưng mà tôi đã nói với cô. Ow. Oh, wow. Ôi trời ơi, không thể tin vào mắt mình. Cô ấy là tiên thật kìa. Đẹp quá. Theo luật tất cả các nàng tiên đều được tự do. Đúng vậy, để tôi đưa cô ra khỏi đây. Cảm ơn. Tạm biệt. Hả? Cái gì vậy? Đó chỉ là thí nghiệm thôi. Ôi, biến đi dùm. Nhớ mặt. Giờ thì bắt tới nè. Tủ quá. Ôi, giảm sinh vui. Đau quá. Ui da, làm ơn đừng. Ôi không. Kinh quá. Cậu sẽ phải trả giá. Bé Tư. Ok là cái. Hay lắm bé Tư. Các cậu rồi sẽ hối hận. Trả thù ngọt ngào. Thôi xong, mình phải chạy đi. Cái đồ quái dị. Ôi, nhân loại. Ouch, ouch. Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì? Đó là quả bom à? Gracia? Tất nhiên. Cậu ấy phải giao lưu nhiều hơn. Của cậu phải không? Của tớ. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ xin lỗi. Lưng tớ. Không, mình không thể ôm. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.
cũng không tệ đâu. À, thoải mái thì Rage. Cũng được ha. Tom, sao cậu dám? Trò biết mặt, trò con vịt xấu xí. Tớ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm nay. Chào Tom. Cái đồ dở ơi. Cậu ta cười gì vậy nhỏ? Ôi không. Xấu xí. Roxy, các cậu sẽ phải trả giá thôi. Không ai được cười nhạo mình. Mình tính đã. Tớ vẫn chán mới cho đùa rồi. Kryptonite Giáng sinh, cất bom đi. Hả? Tớ sẽ về phe cậu. Hả? Cậu đang làm hả? Cậu sẽ phải tần tràng lột xác đấy. Tom, đợi tớ với. Chào mừng Netflix. Khoan, giày kìa. Tớ không tháo ra đâu. Tớ nói phải nha. Cậu không nói đùa nhỉ? Ủa, chiều này sẽ giải lắm đấy. Bắt đầu được rồi. Hả? Không xem phim hả? Tớ nói rồi, cậu phải trang điểm lột xác. Bắt đầu với máu và bàn chân. Vào việc. Ngồi yên đấy nhé. Sức mạnh của siêu nhân. Dù sao cũng lấy được rồi. Xong. Mà chờ một chút. Cậu có bao giờ tắm không đó? Ôi, tôi có ngón tay. Tạm biệt tóc hồi dình. Thật luôn. Phải dùng đến biện pháp mạnh. Sẽ ổn thôi. Rachel chuẩn bị này. Ôi trời, tôi chưa cạo lông bao giờ. Đâu cần cạo hết như thế. Cọ rửa. Nhợt nhợt nè. Giờ thì rửa đi. Wow, trông cũng bình thường thôi. Cứ tưởng chân màu xanh. Cậu có thích không? Chà, đúng rồi, không phải màu xanh. Lại còn có cacao nóng nè. Quá đỉnh luôn. Marshmallows. Ngon thật ngon. Hết giải con bà Bảy. Khiếp người luôn đấy. Ngay cả với cậu. Tom, cậu muốn uống không? Thôi khỏi. Được rồi. Grace, cậu không phải màu xanh đâu. Mặt nạ này sẽ giúp cậu khám phá ra làn da thật. Tớ đã thấy video có công thức cực hay luôn. Trứng và bột mì, nấm sữa, thật nhiều. Và mình cần gì đó mềm để khuấy. Chân không cần chỉnh. Phép màu đấy. Cậu đang làm bánh quy Giáng sinh hả? Không, nhưng cậu sẽ thơm như thế. Và cái này thơm nước mũi luôn. Sẵn sàng. Ngon lắm. Thơm hết sảy. Không phải để ăn đâu. Cho cậu như cái bánh. Giờ thì lau mặt đi nhé. Cảm giác thoải mái quá. Nè, tớ xanh. Mặt nạ đấy. Này. Thật sao? Wow, tớ thấy vui quá. Khiếp quá. Tớ biết mẹo này trên TikTok. Xem có hiệu quả không. Cười nào. Cười á? Đánh răng nào. Có vẻ có tác dụng. Vậy. Sô-cô-la. Thôi nhầm to. Mình làm theo cách truyền thống đi. Hái miệng nào. Ngồi yên. Sẵn sàng. Vào việc. Phải làm cho thật kỹ. Chắc là đủ rồi đấy. Đánh răng. Sạch. Tháo ra đi. Tớ đã sạch chưa? Đỉnh quá. Cứ như da mới. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Phần dễ dàng. Ôi trời. Cứ tưởng đây là phần dễ dàng. Tớ sắp chảy được rồi. Đừng có lo, mọi chuyện đều ổn cả. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Tiếp theo máy là hoạt động đi. Bắt đầu. Mềm quá. Tạo kiểu nữa là xong. Được rồi, mình còn làm đẹp hơn. Tóc cậu giống như cây thông Noel. Wow, lấp lánh quá kìa.
Dòm, tuyệt quá đi mất. Quả cầu Giáng sinh hả? Móng cậu để sao? Hả, sao thế? Không thể để thế này. Kiwi có chất chống oxy hóa, lại còn thơm ngon nữa chứ. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Tôi thích kiwi. Wow, tay kiwi. Wow, ngon xỉu. Biết ngay mà, móng chỉ gì quá thôi. Ôi, tôi có ngón tay. Tôi đã quên đi màu đó. Wow. Cậu có thích không? Cậu đùa tớ hả? Đẹp muốn xỉu mà. Môi tớ. Môi nứt nẻ quá. Ouch. Nhìn cũng thấy đau rồi, để tớ xử lý. Hôm nay có mọi thứ mà mình cần. Nhưng không, không dùng màu. Tớ không thích màu hồng. Không sợ đâu, đừng có dùng cái này. Và tớ là kẻ lập dị. Hoàn hảo luôn này. Một nhánh thôi. Lô hội có nhiều công dụng lắm. Mình cần son dưỡng môi. Phải dưỡng ẩm cực kỳ tốt mới được. Hơi nhớt nhỉ. Nhưng chắc chắn rất có lợi. Son dưỡng lô hội hả? Ông nghe kỳ cục quá à. Nhưng trông rất thú vị. Để thử xem. Cảm giác tươi mát ghê. Wow, tuyệt. Tiếp theo. Bây giờ trang điểm cho cậu nhé. Đó là hộp thần kỳ sao? Hơn thế. Kem nền này. Đây là mẹo trang điểm tớ mới học được. Trang điểm ở ngay trên này, y như trang điểm trên mặt cậu. Giống như kỹ thuật gương. Nhưng chưa có phấn mà. Màu của cậu chắc chắn là kẹo gậy Giáng sinh. Ngon hết sảy. Đúng là hợp với cậu. Và tớ chỉ cần lấy một vài mảnh, giã cho thành bột luôn. Đã mạnh. Yeah, gậy màu hồng. Có ngọt không? Để tớ thử. Ngon lắm. Giờ thì đổ lên. Cậu đã sẵn sàng chưa? Khoan. Đau quá đi. Cho tớ xem. Gỡ màng bọc này ra. Sao? Tớ đã xinh chưa? Cậu tự xem đi. Thôi. Đừng lo mà. Để tớ sửa. Thế giờ tớ đã xinh đẹp chưa? Tom, nói đi. Có ổn không? Chúng mình vẫn phải tìm trang phục mới. Chờ tớ ở đây. Ho ho ho, có nước gì nào? Kiếm gì vậy? Xem tớ trộm được gì này. Quá rộng hả? May mà tớ đã học khóa thiết kế thời trang. Dễ như ăn bánh. Cậu mảnh rẻ thật đấy. Tớ là đứa nhỏ nhất trong nhà mà. Bộ đồ của ông già Noel đủ cho cậu. Xong rồi. Cậu nói đúng, thoải mái quá. Wow, màu đỏ là tuyệt nhất. Wow, nhìn cậu xinh quá. Gì thế kia? Tớ đã nói gì về cái này rồi? Như thường lệ, tớ sẽ sửa. Tớ sẽ làm giày Giáng sinh mới toanh cho cậu. Kiên tuyến. Đừng nhiều quá, tớ không thích. Giờ tớ cần sơn xanh. Không biết ở đâu. Great, cậu nên đến gặp bác sĩ. Nhưng vẫn được. Phải dính dính mới được. Này, giống nước mũi của tớ. Ai mà đoán được. Thêm quả cầu Giáng sinh. Thêm. Phải, nhưng đập ra. Tớ thích phần này. Wow. Phép màu Giáng sinh này xảy ra. Sơn màu xanh ở đằng này. Chân rồi. Suýt nữa thì quên mất giày giày đấy. Tại cho cậu này. Wow, có không khí quá. Wow. Ôi, đi thôi. Tớ mua về từ Berlin. Wow. Ai vậy? Các cậu đi đâu hả? Mày. Xin chào. Ôi, quả cầu Giáng sinh. Bậy. Tránh ra. Tóc cậu xấu ẩm. Roxy. Sao cậu nói tớ thế? Mình làm bạn đi. Đừng mơ. Ôi trời.
Cảm ơn tới sau nhé. Báo ứng. Cậu có sao không? Ừ. Nào, để tôi yên đi. Cả hai cậu đều thảm hại. Kìa, Gretchen. Hả? Gì? Ouch. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Này, cậu thấy thế nào? Không, không được. Chuẩn bị mà trầm trồ. Và không chỉ có thế. À hả? Một, hai, ba. Hả? Ôi không. Ủa, mày đi đâu vậy trời? Hả? À, bắt từng khoảnh khắc. Tuyệt, cảm ơn. Ôi, đẹp lắm con gái, Sabi. Nhưng... nhà mình cần phải chuyển sang căn hộ khác rồi con. Dạ. Đây là nơi nào? Cứ như cửa hàng giá rẻ vậy. Con không thể sống ở đây đâu. Mình sẽ tân trang toàn bộ căn phòng. Đầu tiên là bỏ hết đồ vớ vẩn đi. Giờ thì làm mới thôi nào. Yeah, như phô mai nướng. Vào việc thôi. Đây là cách mình lăn theo nghĩa đen. Mong là được. Wow, như bình minh tuyệt đẹp vậy. Wow, sống động quá. Mình thật sự wow. Không thể tin được mình ngã sấp mặt. Gì vậy? Mình có một ý tưởng cực hay. Dinh thự của gia đình Adam. Mẹ đầu tiên sẽ cực cháy cho xem. Nhẹ và từ từ. Vẫn còn thiếu gì đó. Các bạn có nghĩ giống như tớ không? Tuyệt vời luôn. Mình ngắm hoài cũng không chán. Hơi bị cứng đó nha. Mình có thể làm gì được nhờ? Để mình... đâu rồi ta? Thấy rồi. Muốn xem siêu năng lực của tớ không? Tua nhanh giúp tớ đoạn này với. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Để kéo dây lên nào. Yeah, chuẩn không cần chỉnh luôn. Giờ thì cắt dây thôi. Boom. Xinh quá phải không? Dễ tuyệt. Lại giúp tớ tua nhanh đoạn này nhá, có được không? Phủ kín rồi. Đẹp. Và thoải mái nữa. Mềm quá. Gì đó? Gương ơi, ngựa ở trên tường ta cần làm mới. Tuyệt, gắn thêm dây đen nào. Xinh. Gương ơi, ngựa ở trên sàn, ai là người khéo tay nhất vũ trụ này nào? Là tớ chứ ai? Chuẩn luôn nè. Đẹp quá. Hoàn hảo, đã đến lúc quay TikTok. Mình lúc nào cũng muốn quay thế này. Giờ mình có gương đẹp để sống ảo rồi. Bái cháy luôn. Giờ sao? Mình cần thứ gì khác? Gì đây? Khiếp quá đi. Phải xử lý cái này mới được. Để mình trải ra đã. Chuẩn. Có gì trong này ta? Mình không biết làm gì với cái này. Được rồi, không được thì cũng phải được thôi. Đầu tiên là tạo đường viền này. Chuẩn, thế đó. Pablo Picasso với trường phái lập thể đã ban cho mình sức sáng tạo này. Ông ấy sẽ tự hào. Tốt lắm. Mình sẽ cần một cái thảm. Gia đình của Adam có bán đồ cũ hay sao á? Tốt. Bừa bộn phát sợ luôn. Phải phân loại ra mới được. Xem nhá. Flash, em nhanh hơn anh nhá. Giờ mình có thể nghỉ chút. Chúc ngủ ngon. Phắn đi. Đùa tôi hay gì hả trời?
Mi ở đâu? Đã khóa mục tiêu. Đầu tôi. Mình phải làm gì đó để bắt nó. Đeo kính của Tony Stark. Biến đi. Mình có một ý tưởng. Nhìn ta lắc lư đây, con ruồi xấu xa. Biến đi. Không ai ngăn được mình. Chắc được đó. Mình sẽ tạo ra màn chắn mà không kẻ xấu nào đi qua được. Đã đóng chặt. Đặt lên đây nè. Tôi giờ mình có thể trốn rồi. Không, mì không được vào đây. Đi ngủ thôi. Giáng sinh rồi. Mình quên mất. Trang trí nhà thôi. Mình có gì nào? Đúng thứ mà mình đang tìm rồi nè. Để xem nào. Biết đâu mình sẽ tìm được cô Mariah trong này. Không. Không, chắc để sau đi. Mấy cái này xinh quá. Trang trí được không ta? Không, nhận tay thôi nhá. Được rồi. Cậu là ai? Yêu tinh Giáng sinh đây. Chúng mình có việc cần làm. Yêu tinh? Và cậu làm gì ở đây? Tớ đến đây để giúp cậu trang trí nhà Giáng sinh. Tuyệt. Hay lại đây. Vậy đâu là cái? Cái không ngồi em đâu. Tớ không có. Chúng mình sẽ làm gì đây? Tớ có thể dùng cái hộp cũ này cho phép màu Giáng sinh. Để tớ chùm lên. Wow, cứ như phép màu. Hả? Giúp quá thế thôi á? Giờ tớ lại phải làm một mình rồi đây này. Có gì ở đây ta? Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cần thêm que gỗ. Rome không mọc lên trong một ngày, nhưng trang trí Giáng sinh thì có đấy. Giờ thì nối vào thế này. Tô màu cho chúng nào. Chúng mình bắt đầu cơ bản thôi. Chuẩn không nào? Boom! Phép màu Giáng sinh. Woohoo! Ngôi sao của mình sẽ sáng hơn cả sao Bắc Đẩu. Xinh quá nè. Đặt vào đúng vị trí thôi nào. Hãy tỏa sáng. Hãy tỏa sáng. Hãy tỏa sáng. là la. Dễ thương xỉu. Nhưng còn cần thêm một thứ. Để mình xem nào. Dây kim tuyến lấp lánh nè. Yeah. Giống như khiêu vũ. Vòng quanh. Yeah. Mình thấy hơi chóng mặt rồi nè. Quả cầu Giáng sinh. Trang trí Giáng sinh nhất định không thể thiếu những quả cầu sặc sỡ. Bạn dựng phim ơi, lại giúp tớ tua nhanh nhá. Và xong. Tuyệt. Bước cuối cùng nè. Tỏa sáng. Lúc nào cũng ở đỉnh của cây. Giờ Giáng sinh có thể chính thức bắt đầu. Nhưng căn phòng trông vẫn chưa có không khí lắm. Mình nên tiếp tục trang trí thôi. Bước 1. Lấy đồ ra khỏi hộp. Mình phải đi tập gym nhiều hơn. Mục tiêu mới trong năm mới. Xong rồi nè. Đến phần hay thôi nào. Trời, phải nhanh mới được. Mình có thể nghe thấy tuần lộc đang đến. Chào đón ông già Noel nè. Let it go. Let it go. Giường cũng mang chủ đề Giáng sinh luôn. Rất ấm áp rồi. Mình làm trên cờ xuất sắc luôn. Đỉnh của chóp. Cuối cùng cũng có không khí Giáng sinh. Căn phòng cũng tuyệt đẹp nữa. Con yêu. Mẹ về rồi. Mẹ có thích phòng con không? Có chứ con, mẹ rất tự hào về con. Quà. Con cảm ơn. Mùi gì vậy? Bố con đang nướng bánh quy đấy. Đi thôi.
Yeah, đi thôi. Thôi nào. Mình thua rồi sao? Hả? Wow, mình có siêu năng lực. Thử xem nhé. Yay, đúng rồi. Chào mẹ. Có lẽ em bé siêu anh hùng của mẹ đây. Có lẽ mình nên ngừng ăn đồ ăn vặt. Thử váy các mẹ đi. Ha. Cảm ơn mẹ. Cha mẹ. Chào buổi sáng con yêu. Mẹ làm bữa sáng cho con rồi nè. Hả? Trứng á? Ew. Mình cần một món gì đó thật ngon. Thêm ngon. Ăn. Ngon ghê. Chào buổi sáng. Cha bố, con muộn học rồi. Bye con. Chào Lola. Lola. Đó là váy của mẹ cậu hả? Không, tớ nghĩ tớ có thai. Đi với tớ. Đừng lo, tớ có mọi thứ. Hả? Noni, những cái gì đây? Đừng lo, tớ đã xem trên TV. Được, tớ sẽ đi. Noni, đây là kết quả. Đợi tí. Wow, có lẽ vì lý do đó. Muốn chơi một trò vui. Đến vòng y tá đi. Xin chào. Có ai ở đây không? Mình có ý này. Đừng lo, tôi đã thấy trong phim. Có mình ở đây thì không được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Được rồi, cô thắng. Được rồi. Hả? Nhưng cậu dậy đi Lola, dậy đi. Ui, cậu dậy rồi. Cậu dậy rồi. Tớ phải cân thử. Noni, tớ cần cậu giúp. Để tớ xem cho cậu. Cậu nặng 100 kg. Không thể nào. Tớ biết phải làm gì rồi. Được chưa? Để tớ kiểm tra. Hả?
Cậu nói đúng. Tớ mập quá. Có lẽ cái này giúp được nè. Cả hơn chưa? Mình muốn thứ hai hơn đó. Sao cơ? Nhiều thứ quá. Lola, đó là quay tay chiên mình thích nhất. Quay tay chiên cổ trắng mà. Gặp lại cậu trong lớp nhá. M&M cũng ngon. Này Lola, nhìn bó hoa bạn trai tớ tặng nè. Hoa sao? Ew. Mùi khó chịu quá. Mình thích mùi của anh ấy. Ôi, cậu thơm quá. Cảm ơn. Mang thai thật kỳ lạ. Nào cả lớp, đến tiết toán rồi, chú ý nhá. Bla 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 bla. Ê, dậy đi. Tớ dậy rồi, tớ dậy rồi. Ê, dậy đi. Tớ ổn. Dậy đi. Để mẹ cháu ngủ. Cái gì vậy? Lâu là lâu rồi. Lolly, về lại chỗ em đi. Lola, cô ấy đi đâu vậy? Lola, nhưng cô ấy đâu rồi nhỉ? Mẹ không cần cảm ơn đâu. Phim phim phim, mình muốn xem cái này. Hân hình. Hoạt hình này dễ thương ghê. Dễ thương quá. Phim hành động rất tàn nhẫn. Phim hành động. Mọi người ơi, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà. Cậu có thai hả? Tôi yêu cho con lắm. Ôi trời, dễ thương ghê. Cứ cho lấy con lắm này. Lấy cháu của chúng ta đi. Lấy đi. Đúng rồi. Cảm ơn các cậu nhé. Nó sẽ là một em bé ngoan. Tôi muốn mua bóng hoa. Cậu này, của cô đấy. Ôi, xin lỗi. Có lẽ cậu cần nói hoa tớ. Cảm ơn. Lỗi kìa. Tôi có thể. Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt cho phụ nữ bằng thầy. Cảm ơn. Mình rất mẹ trẻ con. Cậu ăn không? Mình mê khoai tây chiên. Chào, đưa tôi túi sách của cô. Sao cơ? Đừng gây chuyện với mẹ tôi. Tôi rất xin lỗi. Anh không sao chứ? Đừng làm tôi đau. Này Lola, đó là ai vậy? Tớ không biết. Đi dạo đi. Đi nào.
phải chứ. Oops. Bắp, món yêu thích của mình. Ăn thôi. Mình có một ý tưởng. Ăn kem vậy. Kem nó quá lạnh. Xinh tố dâu. Sữa dâu. Không phải chứ, mình sẽ cho mẹ thấy. Hả? Xem mẹo này nè. Tốt hơn nhiều rồi. Kinh quá à. Mình không thích gì hết. Mình ngắm cái đó. Ngon quá. Ngon ngon ngon. 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 Lola, con có thấy? Con đang làm gì thế? Và đó là cái gì vậy? Mẹ, để con giải thích. Em bé đang ra. Lola, bình tĩnh con yêu. Bình tĩnh. Lola, Lola, Lola. Lola, dậy đi. Con muộn giờ học rồi đấy. Dậy đi. Mẹ. Nào Lola, con ngủ quên đấy. Chuẩn bị đi. Chờ đã. Mình không có thai. Chỉ là mơ thôi. Mình muộn giờ học rồi.